Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Béo TV. Ngày hôm nay cho muốn giới thiệu với mọi người một món ăn khá là lâu rồi cho chưa có thử thách lại trong cái tô khổng lồ. Thì hiện tại cho đang có mặt trên đường Tân Hưng, quận Tân Phú. Bây giờ mời mọi người theo chân mình vào quán để tìm hiểu nha. Trước khi đi, mọi người đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube Béo TV. Đây là cái quán bún bò O6 hả chị? Đúng rồi. Dạ. Chị là chủ quán đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Cho em hỏi địa chỉ ở quán của mình là ở đâu vậy ạ? Là 43 Tân Hương. Phường Tân Quý, quận Phường Tân Phú. Phường Tân Quý, dạ. Quận Tân Phú. Quán của mình mở được bao nhiêu năm rồi chị ha? Chị mới bán được 2 năm rồi. Được 2 năm rồi. Thời gian bán của mình là từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? 7 giờ sáng chị mở cửa tới 11 giờ trưa. Giờ sáng đến 11 giờ trưa. 3 giờ chiều chị mở cho tới 10 giờ rưỡi tối. 10 giờ rưỡi tối, 3 giờ chiều tới 10 giờ rưỡi tối. Cho em thắc mắc có một cái thắc mắc nhỏ như thế này, em không biết là cái chữ bún bò O6 có nghĩa là gì vậy chị? O6 gì là có nghĩa là người Huế của chị á. Dạ. Có nghĩa là phụ nữ là O là cô. Đúng rồi. Cho nên là chị lấy chồng chị là chị là người Nam nhưng mà chị là người Bắc á, nhưng mà chồng chị là người Huế, là chị lấy chồng chị phải lấy theo tên chồng luôn. Vậy là món bún bò này là miền Trung. Dạ miền Trung, đúng rồi, người Huế luôn, gốc Huế luôn. Hôm bữa mình mới giới thiệu với mọi người một quán miền Trung, hôm nay mình lại tới một cái quán cũng miền Trung luôn. Dạ rồi. Vậy thì em thấy ở đây xả nó để như vậy hay lạ có hai chị rồi xương nữa. Hình như ở đây xả là có nghĩa là tì bán chị nấu hết rồi, bây giờ nó ra hết rồi. Dạ. Có nghĩa là xả này là chị nấu bán cái đâu là chị thay, cứ ra hết rồi bắt đầu chị thay cái khác. Thay nhiều lắm, thay bán hàng giả. Xương này chị hầm hết rồi, bây giờ chuẩn bị hết giờ rồi, chị bớt ra chị dùng. Em tưởng chị để trang trí cho nó đẹp. Nhiều quá nó nước rồi, giờ chị hết múc được rồi. Dạ vâng. Rồi. Ở đây mình có đặt hàng để mang về hả chị, ở trên có ứng dụng. Em. Dạ. Em thấy Go Việt. Rap. Cái food. Go food. Go food. Rồi bây giờ chị làm cho em nha. Một tô đây là giá trung bình là bao nhiêu vậy chị ha? Tô thấp nhất là 30.000. Tô thấp nhất là 30. Đặc biệt là 55.000. Ồ, tô đặc biệt là 55.000. Là trong đó là giò, là chả cua nè, chả bò nè. Đạm nè, gân nè, giò heo nè, coi như đặc biệt là sái luôn, nó tất cả là 55.000 một tô. Nhiều quá ha. Chà, căng quá, không biết là nên gọi mấy tô đây ta. Tại vì tô bình thường là 30.000, mà trong đó là có đạm chả hoặc là gân chả hoặc là đạm gân, còn 40 là thập cẩm, là không có giò, là tất tần tật có luôn, nhưng mà riêng có cái giò là không có thôi. Cái giò không là 15.000, tại giò heo hôm nay là nó quá mắc. Dạ. Vậy em nghĩ là chắc phải cho em 3-4 phần đi, nhưng mà lấy hết cho em topping luôn nha. Wow. Lấy hết topping luôn. Rồi. Em gửi chị. Đây. Wow. Đây. Trời, cái tô này hả? Dạ, ở đây luôn hả? Dạ đúng rồi. Mấy tô? Thì chắc khoảng 3-4 tô đi, 4 tô đi. Tô này rất là đặc biệt đây nha các bạn. Hơi căng, hồi nãy chị nói cái tô thập cẩm 55.000 mà 4 tô chắc hơi bị căng đấy nha. Không sao, bây giờ để chị làm đi rồi. Em lấy vậy đi, một tô bình thường, một tô trung bình, một tô đặc biệt, nó có như là chung
đi từ nhỏ lên lớn luôn luôn vậy. Dạ. 30. Cứ bỏ hết rồi cái tô đấy cho tụi em. Rồi, theo như camera thì chị cứ bỏ hết cho em giùm em. Dạ, cứ bỏ hết rồi đấy. Thì cứ chị cứ làm khỏi lớn nhỏ gì hết, chị cứ làm một phần bình thường full shopping xong. Ủa, đằng sau là nhà của chị hả chị? Không, cái này là mình chợ, mình thuê, mình à. Em cũng đằng sau là cũng có chỗ nhỏ luôn. À. Vậy là nhà chị ở đâu vậy nhỉ? Nhà gốc nhà bố mẹ chồng ở Huế rồi, nhưng mà nhà bố mẹ chị ở dưới quận 3. À. Còn chị thì chị chợ ở đây, chị bán ở đây. Em thấy cái điểm đặc biệt của cái quán này là giống như là cái quán này nó ở trong cái con hẻm vậy. Đúng rồi. Nó hay. Là hẻm phòng trọ. À, nó là hẻm phòng trọ. Ồ, oh, điều đặc biệt ở đây là cái quán này nó nằm ở trong cái hẻm đó. Đi sâu vô. Dạ. Chị trùng vừa vừa thôi nha chị, trùng nhiều quá là căng lắm á chị. Dạ. Topping nó cũng nhiều thịt đó ha. Topping nhiều thịt. Cái đó nhìn giống sườn cây quá ha. Sườn cây á. Mà hôm nọ cái miếng sườn cây của em thi ăn á là cái miếng nó bự lắm. Nó nguyên một tảng luôn. Ồ. Cái này của chị là chỉ là xì quách thôi chứ không phải là sườn. À, xì quách. Ở đây là chị bán giá bình dân. Cái này là chị dùng xì quách đó. Dạ, em chưa ăn ở đây bao giờ. Nhà em cũng gần ở khu này. Dạ. Yeah. 12 seconds later. Dắt anh em dắt hai cây sườn lên cho mọi người coi coi. Này làm nhớ lại hôm bữa anh thi sườn cây á. Mà cái này sườn ít lắm, ít thật lắm. Này giống như xí quách. Đúng rồi, xí quách. Đó là xí quách. Như đèn sơ cái tô cho mọi người coi. Đây. Đâu cái gì? Mùi. Đó, bối của tim. Đó. Rồi, xin mời mọi người nha. Đây có huyết nữa nè. Huyết rất là mềm. Ồ, cho quá trời đầu hành luôn. Khả năng ăn hành rất cao nha mọi người. Khả năng ăn hành rất cao nha. Không sao cả. Bình tĩnh tự tin. Uống bò không thể thiếu sa tế. Xíu sa tế vô. Rồi đây là chả Huế nha, miếng chả Huế đây. Sườn cây nè. Đó. Rồi miếng miếng giò heo nằm ngay chính giữa luôn. Đây gân. Đây nhìn thấy gân này mở này đó. Chả cua nè. Đó. Chả cua có màu cam cam nè đó. Cắm vô nó ngọt ngọt cũng mềm mềm. Đã lắm. Đây chả bò. Chả bò hình tròn nha. Chả bò, đúng rồi, chả bò. Chả bò, bún bò. Chả bò dai dai. Cái này miếng gân thì phải. Nhìn có vẻ khá là giòn giòn sực sực. Miếng này để hơn chiếm diện tích cho nên mình xin phép xử nó luôn đi. Nó cứ chọt chọt mình hoài mệt quá. What? Ui. Thank you.
Rồi cắt một cái sụt. Nước lèo hả? Để coi. Nước lèo cái màu của nó khá là đậm đấy nhỉ. Này là món Huế mà, món miền Trung. Wow, nó ngọt cái vị của xương. Đúng là ngon từ thịt, ngọt từ xương. Đau thương từ cái tô khổng lồ. Đây thịt bò tái đây, tái thịt bò tái. Cho thêm xíu rau vô, ăn cho nó sẽ đỡ bị ngán. Đó, xíu thôi à. Rau này cô chết cũng như cái núi. Mình sợ hãi quá, mình nhìn cái tô này mình đã nhìn qua bên cái đĩa rau mình còn sợ hơn. Anh Huy ăn khôn lắm nha, anh Huy ăn gần hết cái anh Huy canh còn sức, anh Huy mới ăn rau nha. Chứ anh Huy đâu dám đổi cái từ đầu đâu. Sắp mặt. Đĩa không? Ngày hôm nay đi làm khá là mệt mệt. Tối là ăn một cái tô như thế này thì tối về phòng ngủ. Đâu còn sớm mà, mới 9 giờ. Hên quá, hôm nay em có anh Huy á. Có ổng hơi gọi hơi rung á. Anh Huy sẽ kiếp cho anh hết rau à. Không. Hay gì kêu 4 tô, ổng kêu 6 tô, 5 6 tô. Hình như là từ khi quay trở lại anh mới ăn được cái tô này một lần, là lần thứ hai thì phải. Lần đầu tiên là anh ăn riêu.
không, lần thứ ba rồi, bún riêu, bún riêu. Lần thứ hai là hủ tiếu, hủ tiếu Nam Vang. Lần thứ ba là bún bò. Bất quá tàn. Thì còn khoảng 1/3 đồ ăn và nước. Đây là miếng nạm nha, đó. Sắc rất là mỏng. Ăn vô rất là mềm. À không, xin lỗi, nó dai, hơi dai xíu. Sắp hết chưa? Wow, thích cái rồi. Cho ăn quá nhanh. Còn một cục giò, trời ơi giò bự quá. Cục nửa to rồi mọi người ơi. Cục giò này làm bằng cái lòng bàn tay á. Nó bằng lòng bàn tay hả? Nhớ lần trước ăn bún bò, ăn hình như 5 tô thôi. Ăn hơi bị lâu. Sao ăn tốc độ rất là nhanh ha. Tốc độ hiện tại là bao nhiêu rồi ta? 15 phút rồi. Hết rồi. Bậy quá, thêm tô nữa em ăn đi anh, chứ anh đi về á. Giỡn thôi. Sợ anh lấy ảnh lặng về đó, kia xe cứu thương chắc về luôn. Never. Quên đi Nghĩa ơi. Chân xin ly nước.
Được. Món Huế rất là nhớ miền Trung. Không biết là ngoài đó có những cái món gì đặc sắc không không? Ai về miền Tây thăm miền Trung. Cái này giống hồi xưa ăn phở ông Hùng á. Ngồi có xíu rồi cái ngồi nhịn nha hút cái hết rồi. Hên quá cái nước nó chưa có sắc rồi. Mình ăn tốc độ cũng khá là nhanh. Vẫn còn giữ được cái vị đậm đà. Mặn là do anh bỏ thêm tương á, bỏ thêm ớt sa tế. Hấp từ từ chứ hấp nhanh cái nó màu bị no hơn. Tìm miếng khăn giấy sau lưng gì đó. Anh công nhận mới là ăn món nước đó, nó tốn khăn giấy vậy mà. Nhiều khi mồ hôi dọ xuống cái tô ấy. Mồ hôi dọ cái tô ấy. Các anh hoài nó không hết nước. Kinh khủng. Bốn tô khá chất lượng nha. Gì thấp hoành. Từ từ, từ từ. Nhìn vậy chứ nhiều lắm. Rồi, Dung cho đã xách, một tay xách cái tô lên rồi. Đó. Tới giờ này mà vẫn còn bún nhiều lắm mà. Anh thấy có cái mùi này hấp mệt lắm á. Đã cái mùi này. Đã hơn chứ. Thôi. Đã hơn cái việc mà nghi thức như anh Huy á. Đã hơn lúc đầu. Lúc đầu thì đã chứ. Chà, hết rồi. Không. Dưới 20 phút đúng không? Dưới 20. 19 phút 47 giây. Quá dữ. Cái này mà đi thi là phải ăn gấp hơn nữa. Stop. Mình vừa mới hoàn thành xong một cái tô bún bò siêu to khổng lồ. Rất là chất lượng. Topping rất là nhiều. Chả cua, chả bò, chả Huế, sườn cây, giò heo, rồi nạm, rồi tái. Nói chung món ăn thì rất là đậm đà hương vị. Các loại topping ăn rất là mềm. Và nước lèo rất là ngọt. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Và đừng quên chia sẻ cho mọi người xung quanh nhé. Đồng thời để lại bình luận ở phía dưới để tụi mình càng ngày càng hoàn thiện
và cho ra nhiều sản phẩm tốt hơn phục vụ tất cả mọi người. À, mình xin nhắc lại một lần nữa, địa chỉ sẽ là 43 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Giá trung bình là từ 30 đến 55 ngàn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa và xin hẹn gặp lại nha.